Bố cục hệ thống luận điểm trong văn bản Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn. Luận điểm 1, bài học từ những tấm gương trung nghĩa đời trước. Luận điểm 2, nỗi căm thù của Trần Quốc Tuấn trước những tội ác và hành động ngang ngược của quân Mông Nguyên trên đất nước ta. Luận điểm 3, phê phán những biểu hiện sai lệch của binh sĩ, khẳng định thái độ đúng đắn trước tình cảnh hiện tại của đất nước. Luận điểm 4, khích lệ binh sĩ chuyên tâm học theo binh thư yếu lược để đánh giặc, cứu nước.